mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, nhiều gia chủ đang thắc mắc ngày rằm mùng 1 nên thắp hương vào giờ nào để có được sự may mắn và để kết nối tâm linh một cách tốt nhất. Theo thầy Sa Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt cho rằng, sợi dây tâm linh kết nối âm dương sẽ được liên kết vững chắc và linh thiêng nhất nếu chúng ta thắp hương vào khung giờ vàng này, không chỉ giúp tâm trí thanh tịnh, thu hút vận may, tài lộc cũng kéo đến với gia chủ. Để đảm bảo tính linh thiêng và quan trọng của việc thờ cúng, nếu lỡ thắp hương vào thời điểm kiêng kỵ thì chẳng khác nào chuốc lấy tai họa vào thân, chiêu dụ tà khí, xâm nhập vào ngôi nhà của mình. Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Vậy giờ hoàng đạo nào thắp hương mùng 1 tháng 12 là tốt? Sai lầm thắp hương trong cúng bái dẫn đến tai họa như thế nào? Chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị những nội dung chính như sau. 1. Tổng quan cát hung ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch. 2. Phân tích chi tiết cát hung của từng giờ trong ngày. 3. Tìm ra những khung giờ hoàng đạo tốt nhất thắp hương ngày mùng 1 tháng 12 để thu hút tài lộc. 4. Cảnh báo những khung giờ xấu, đại kỵ việc thắp hương, kẻo rước họa vào thân. 5. Sai lầm tuyệt mệnh khi cúng bái dẫn đến tai họa như thế nào? Trước khi bước vào nội dung đầu tiên, để đảm bảo việc thờ cúng được linh thiêng, kết nối tâm linh tốt nhất, quý vị cần phải biết tránh những điều đại kỵ như sau. Thưa quý vị, chuyện thờ cúng là việc hết sức quan trọng và cần thiết, là phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc ta. Trong việc thờ cúng ngày rằm mùng 1, ngoài việc sắp xếp ban thờ, lau dọn sạch sẽ thì quý vị cũng cần kiểm tra trong bát hương nhà mình đã có cốt thất bảo hay chưa. Nếu chưa thì quý vị nên thỉnh về và tiến hành bốc lại bát hương để cho mọi sự được đúng và đầy đủ. Cốt thất bảo là vật phẩm giúp thông linh tốt hơn, lưu giữ lời nguyện cầu và là nơi trấn không cho tà khí, uế khí, tạp khí xâm phạm vào bát hương. Bát hương mà không có cốt thất bảo thì thờ cúng vô ích. Bát hương là nơi để kết nối và thông linh giữa con cháu trên trần thế với người cõi âm. Đây cũng là nơi để thể hiện tình cảm biết ơn, kính trọng với các bậc tiền nhân cũng như những vị thần linh đang cai quản, chăm sóc gia đình. Vì thế, việc bốc bát hương mới là điều tối quan trọng khi bài trí bàn thờ. Gia chủ cần phải kiểm tra kỹ xem đã có đủ đồ bốc bát hương hay chưa. Bộ bốc bát hương ngoài bát hương thì cần có 7 thứ sau. 1. Là thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian tượng trưng cho linh khí của đất trời hội tụ, bao gồm có vàng, bạc, mã não, san hô đỏ, hổ phách, ngọc trai và đá ma não. Là pháp bảo cúng dường cho Phật Thích Ca khi Ngài sáng thế. Thất bảo là bảo vật lưu giữ lời nguyện cầu của gia chủ, đồng thời cũng là pháp bảo giúp bát hương có được linh khí, giúp trấn áp tà ma, ngoại đạo xâm phạm vào ban thờ nhà mình. 2. Là cho nếp. Cho nếp là thứ không thể thiếu được khi bốc bát hương. 3. Là gạo vàng thần tài. Đây là pháp khí chiêu tài và kích hoạt vượng khí cho bát hương, giúp bát hương trở nên ấm cúng và linh ứng hơn. 4. Là ngũ vị hương, giúp tẩy uế, trừ tà cho bát hương và ban thờ, từ đó khiến cho ban thờ được thơm tho, sạch sẽ và phòng thờ sẽ ấm cúng hơn. 5. Là tờ di hiệu. Tờ di hiệu là pháp khí, là nơi để ghi linh vị của bát hương của người cần thờ cúng. 6. Là giấy trang kim, sử dụng để gói thất bảo, giúp cho thất bảo tụ khí tốt hơn và đồng thời cũng để bảo vệ thất bảo không bị cháy trong trường hợp bát hương bị hóa. 7. Là bộ văn khấn tôn cấp lập thờ, thủ tục bốc bát hương kèm theo những lưu ý quan trọng khác. Đó là những thứ cần thiết không thể thiếu để bốc bát hương mới hay bốc lại bát hương cũ. Các vật phẩm bốc bát hương cần được khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng trước khi sử dụng. Khi được khai quang và xem ngày sử dụng đúng theo tuổi của gia chủ thì vật phẩm mới phát huy được công năng tốt nhất. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn về việc lập ban thờ, chọn ngày tốt cũng như các thủ tục và văn khấn để lập ban thờ. Việc thờ cúng là điều hết sức quan trọng, vậy nên quý vị hãy hết sức cẩn thận và trịnh trọng, không được làm qua loa cho xong. Quý vị thân mến, trước khi đi vào tìm ra những khung giờ tốt nhất để tiến hành thắp hương ngày 1 tháng 12, ta cũng cần phải xem xét ngày cát hung như thế nào, từ đó lựa chọn ra được những khung giờ tốt phù hợp nhất. Ngày 1 tháng 12 âm lịch là ngày canh tuất, tức là chi sinh can, tuất thổ sinh cho canh kim, là ngày cát, ngày nghĩa nhật. Nạp âm ngũ hành của ngày là thoa xuyến kim, kỵ tuổi, giáp thìn, mậu thìn. Ngày thuộc hành kim khắc hành mộc, đặc biệt là tuổi mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày tuất lục hợp mão, tam hợp dần và ngọ thành hỏa cục, xung thìn, hình mùi, hại dậu, phá mùi, tuổi thìn. Tam sát kỵ mệnh tuổi hợi, mão mùi. Ngày mùng 1 có trực, khai và sao, ngưu là sao hung, trong bộ nhị thập bát tú. Các thần trong ngày sinh khí, thiên ân, thất thánh, thời dương, vượng nhật, đại hồng sa, đại minh.
Những việc cần làm là cầu tài, cầu tự, di đồ, giải trừ, hoãn hình ngục, hưng tạo, hợp thọ mộc, hứa nguyện, khai cừ, khai trương, khai tứ, kết hôn nhân, mục dưỡng, nhập học, phong bái, phần mộ, thi ân huệ, thi ân phong bái, thụ phong, thụ trụ, trai tiếu, tu cung thất, tu trí sản thất, tu trúc thành lũy, tu tạo, tạo táng, tế tự, trị bệnh, tứ xá, xuyên tỉnh, yến hội, làm âm, đính hôn, động thổ. Hung thần trong ngày có cửu không, cửu khổ bát cùng, hoang vu, hoàng thiên chu tước, hình ngục, hỏa cách, long hổ, ngũ hư, phản chi, thiên hình, thiên địa thanh trùng, thổ kỵ, thủy ngân, tội hình, tứ đại, vãng vong, xích khẩu, xích tùng tử, đại tiểu khốc nhật. Kỵ an doanh, an phủ biên cánh, an sàng, an táng, bách sự bất nghi, bộ chóc, trinh thảo, châm cứu, cầu y, di cư, diêu giá, doanh chủ thời, giao dịch, gia thú, huấn binh, hành thuyền, hội khách, hợp tương, khai trương khố, khai trì, khải toàn, kinh thương, kiến quý, kiến trạch, liệu bệnh, lập khoán, lập khế mãi mại, nhập sơn, nhập trạch, nạp tài, phá thổ, phóng trái, phạt mộc, quy gia, tham yết, thi trái phụ, thượng lương, thượng quan, thượng sách, thủ ngư, tiến biểu trương, tiến nhân khẩu, trần từ tụng, tu lục xúc lan, tu thương khố, tu trai, tuyển ướng. Tuyển tướng, tạo thuyền, tạo tử, tố họa thần tượng, tố tụng, từ tụng, viễn hành, xuất hóa tài, xuất quân, xuất sư, điền liệp, đăng cao. Tiếp theo chương trình chúng ta cùng phân tích về các hung của từng giờ để chọn ra cho quý vị những khung giờ hoàng đạo thắp hương ngày 1 tháng 12 được hanh thông thuận lợi, tài lộc ùn ùn kéo về chật két. 1. Giờ đầu tiên ta xét là giờ Bính Tý từ 23 đến 1 giờ. Trong giờ này có các sao là Thiên Lao, Ngũ Bất Ngộ, Thiên Binh, Kim Tinh, Minh Tinh. Đây là giờ xấu trong ngày và không nên làm gì. 2. Là giờ thứ hai ta xét, giờ Đinh Sửu từ 1 đến 3 giờ. Trong giờ này có các sao là Huyền Vũ, La Hầu, Thiên Cương, Nhật Mộ, Cổ Mộ Sát, Thiên Ất Quý Nhân, Thiên Xá. Đây là những sao hung trong giờ và không dùng được. 3. Giờ thứ ba ta xét là Mậu Dần từ 3 đến 5 giờ. Trong giờ này có các sao là Tư Mệnh, Tứ Đại Cát Thời, Tam Hợp, Ngũ Quỷ, Quả Tú, Lục Mậu, Tuần Trung Không Vong, Thổ Tinh, Lôi Binh. Đây là giờ tốt đầu tiên trong ngày có thể dùng được cho việc thắp hương ngày mùng 1. 4. Giờ thứ tư ta xét là giờ Kỷ Mão từ 5 đến 7 giờ. Có các sao là Câu Trần, Ngũ Quỷ, Kế Đô, Tuần Trung Không Vong, Thiên Tặc, Cửu Xú, La Thiên Đại Tiến, Đường Phù, Lục Hợp. Ngày canh tuất giờ Mão là Lục Hợp, vậy nên trong giờ này có thể dùng cho việc thắp hương lễ bái ngày mùng 1. 5. Giờ thứ 5 ta xét là giờ Canh Thìn từ 7 đến 9 giờ. Trong giờ này có các sao là Thanh Long, Quốc Ấn, Mộc Tinh, Tỷ Kiên, Thời Phá, Địa Binh. Đây là giờ xấu vì có nhiều hung tinh, bên cạnh đó lại là giờ trục xung với ngày nên không dùng được. 6. Giờ thứ 6 ta xét là giờ Tân Tỵ từ 9 đến 11 giờ. Trong giờ này có các sao là Minh Đường, Tứ Đại Cát Thời, Trường Sinh. Đây là giờ đại cát tốt nhất trong ngày. 7. Giờ thứ 7 ta xét là giờ Nhâm Ngọ từ 11 đến 13 giờ. Có các sao là Thiên Hình, Triệt Lộ Không Vong, Cửu Số, Thiên Quan Quý Nhân, Phúc Tinh Quý Nhân, Tam Hợp, Thái Âm, Tham Lang, Thủy Tinh. Đây cũng là giờ tốt trung bình có thể thắp hương ngày 1 tháng 12. 8. Giờ thứ 8 ta xét là giờ Quý Mùi từ 13 đến 15 giờ. Trong giờ có các sao là Chu Tước, Thời Hình, Hà Khôi, Triệt Lộ Không Vong, Hỏa Tinh, Thiên Ất Quý Nhân, Hữu Bật. Trong giờ này có rất nhiều hung tinh nguy hiểm, vậy nên không dùng được. 9. Giờ thứ 9 ta xét là giờ Giáp Thân từ 15 đến 17 giờ. Trong giờ này có các sao là Kim Quỹ, Tứ Đại Cát Thời, Thái Dương, Ngũ Phù, Nhật Lộc, Dịch Mã, Tả Phụ, Cô Thần, La Thiên Đại Thoái. Đây cũng là một trong những giờ hoàng đạo trong ngày, vậy nên nếu dùng thì cũng được đại cát. 10. Giờ Ất Dậu từ 17 đến 19 giờ có các sao là Thiên Đức, Đế Vượng, Ngũ Hợp, Kim Tinh, Thời Hại, Thiên Cẩu Hạ Thực, Cửu Xú. Mặc dù có Thiên Đức bảo quang nhưng trong giờ này vẫn còn khá nhiều hung tinh nên không dùng. 11. Giờ Bính Tuất từ 19 đến 21 giờ có các sao là Bạch Hổ, Ngũ Bất Ngộ, La Hầu, Thiên Binh, Hỷ Thần, Thời Kiến, Vũ Khúc. Trong giờ này rất nhiều hung tinh nên không dùng được. 12. Giờ cuối cùng ta xét là giờ Đinh Hợi từ 21 đến 23 giờ có các sao Ngọc Đường, Tứ Đại Cát Thời, Thiên Xá, Thổ Tinh, Kiếp Sát. Đây cũng là một trong những khung giờ tốt trong ngày. Như vậy chúng ta đã xét xong 12 canh giờ trong ngày 1 tháng 12 âm lịch có các khung giờ tốt như sau.
1. Giờ Mậu Dần từ 3 đến 5 giờ. 2. Giờ Kỷ Mão từ 5 đến 7 giờ. 3. Giờ Tân Tỵ từ 9 đến 11 giờ. 4. Giờ Nhâm Ngọ từ 11 đến 13 giờ. 5. Giờ Giáp Thân từ 15 đến 17 giờ. Và 6. Giờ Đinh Hợi từ 21 đến 23 giờ. Nếu quý vị may mắn xem được video này trước ngày 1 tháng 12 âm lịch thì sẽ chủ động hơn trong việc lựa chọn ra cho mình những khung giờ tốt nhất. Trên đây chúng tôi đã chia sẻ cho quý vị và các bạn những khung giờ tốt nhất để thắp hương cúng 1 tháng 12 âm lịch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay cần hỗ trợ, quý vị hãy comment ở ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989349119 để được tư vấn chi tiết. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!